mình sẽ hướng dẫn anh em cách hàn leo 3 gờ để cho anh em thi tuyển đơn hàng E7 từ 3 và xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, châu Âu. Đây, phone mình đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Phone này mình để hở 5mm. Trong này là 5mm. Lúc trước mình cũng có làm một video hướng dẫn anh em hàn leo, nhưng mà video ấy mình mới quay cho nên là hướng dẫn anh em chưa được rõ ràng. Hôm nay mình sẽ làm lại một video để hướng dẫn anh em cách chỉnh điện, thao tác và tư thế ngồi như thế nào để anh em hàn ok nhất nha. Lúc đầu tiên mình sẽ hàn điện nhỏ và bỏ của hàn sẽ để như thế này, hơi tóc xuống một tí và cứ thế mà dơ lên. Từ lúc đầu tiên mình sẽ không lắc nhé. Từ lúc đầu tiên thì mình cứ thế mà dơ lên từ từ lên thế này thôi. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành chỉnh điện và hàn anh em nhé. Anh em cẩn thận đừng để dây hàn đâm vào sứ nhé. Nhớ còn sạch sẽ để lăn được con rùi tia anh em nhé. Lớp thứ hai thì mình sẽ hàn zig zag như thế này. Hàn nhỏ ra nhé. Đi chậm. Thế mình sẽ vẽ to để anh em nhìn mình dùng. Mình hàn zig zag như thế này. Đây, bắt đầu thôi. Lớp thứ hai thì mình sẽ chỉnh điện và dây lên một chút anh em nhé.
Lớp thứ ba này thì anh em hàn giống như lớp thứ hai thôi nhé. Điện và dây thì vẫn để nguyên như thế. Ở lớp thứ tư anh em đừng hàn liền. Anh em chờ khoảng 3 phút thì phôi nó sẽ nguội đi một chút thì anh em hàn lên thì nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ không bị chảy xệ. Một lớp hàn đẹp thì nó chỉ lồi lên trên mặt này tầm 1 đến 2 mm. Nó lồi lên mặt này tầm 1 đến 2 mm là ok anh em nhé. Còn lồi cao quá cũng không được và lọn quá cũng không được nhé. 1 đến 2 mm nhé. Anh em căn làm sao mà từ mặt ngoài vào đến mặt trong thế này thì hàn lớp thứ tư thì còn một tầm 1 đến 2 ly, 1 ly rưỡi, 1.5 mm là chuẩn anh em nhé. 1.5 mm là chuẩn, còn 1 đến 2 mm là ok. Ở lớp thứ tư này thì anh em cũng hàn như lớp thứ hai và thứ ba thôi, nhưng mà anh em sẽ chỉnh điện và dây nhỏ lại. Điện và dây thì lát nữa mình sẽ để ở bên cạnh màn hình cho anh em tham khảo nhé. Và lớp thứ tư này anh em cũng nhớ quy tắc hàn leo là cần mỏ là anh em phải lúc nào cũng phải chéo xuống thế này. Anh em giơ lên đến đây thì anh em cũng phải giơ tay lên và cho cần nó chéo như thế giống như lúc ban đầu. Anh em không được ở bên dưới này như thế này mà lên trên đây thì anh em lại bị đuối ấy. Thì anh em sẽ giơ ngang như thế này thì mới hạt cho nó từ bên trên này nó sẽ không đẹp.
Ok rồi nha anh em. Thì mình đã hàn xong rồi. Mỗi hàn nó sẽ tự bong ra như thế này. Anh em để ý nhá.